Mình xin chào mọi người nha. Thì hồi chiều mình có đi sàng sàng, mình bắt được mấy con dê á. Đây nè. Đây thì hồi chiều mình cũng có đi, mình bắt được hơn đây nè, trong đây nè. Đó, không. Hồi chiều là cỡ 6 giờ kém á, làm đi sàng sàng. Mình vừa bắt vừa đào luôn nha. Đây nè, cũng được cỡ như cỡ 10 con rồi á. Mình để cho nó tối hẳn rồi bắt đầu mình mới đi tiếp. Thì lúc mà nãy em đi một mình á thì mình đào mình đi sớm quá thì mình không có quay. Đây nè, đó, cũng được khá nhiều nè, cũng được mười mấy con rồi đó. Đây nè, thì có những con là mình chặt miệng hang đó, còn có những con là mình phải đào hang đó. Thì mình đi, trong khi mình đi á là mình cũng cầm thêm một cây cuốc nữa đó. Bây giờ là cỡ 7 giờ rồi thì dế bắt đầu, hiện tại là dế bắt đầu nó ra nhiều hơn á. Thì lúc nãy là đi mình đi á, có những hang là dế nó chưa ra và có hang là dế đã ra rồi. Thì mình đợi khuya hơn một tí nữa là mình vừa đi vừa đào luôn, mình sẵn lắm mình quay luôn. Lúc hồi chiều là dế nó chưa ra mấy á là mình không có quay, là không có quay. Mình bắt cũng cỡ được mười mấy con rồi á. Thì giờ tiếp tục mình sẽ đi sang qua mấy cái lô cà ở đây nè. Đây nè, đó, mình sẽ sang qua mấy lô cà bên này. Mình hy vọng sẽ tối hôm nay mình sẽ bắt được vài chục con dế. Nhưng mà hồi nãy mình cũng hang dế ở trên mình thì nói chung có những hang nó cực kỳ là cạn luôn, mình đào một tí là nó đã được rồi đó. Mà hồi lúc bữa là mình không biết cách đào á thì mình đào hơi khó, nhưng mà mình biết cách đào thì hang dế cực kỳ là dễ đào luôn. Thì nãy mình có những cái con mà mình không chặn được cái miệng hang á, là nó chui vô hang, lúc đó mình mới đào thôi. Còn bình thường là mình sẽ chặn miệng hang bên ngoài, nó là mình có cầm cái cuốc nè, chặn miệng hang bên ngoài của nó là dễ hơn nha. Bây giờ mình sẽ đi kiếm những miệng hang dế nó sẽ ra, rồi mình sẽ kiếm những miệng hang đó, mình sẽ chặn cái miệng hang đó. Giờ tiếp tục cuộc hành trình của mình là đi sang lồng dế nha. Đây nè, ở trên đây là mình sẽ nghe nó kêu, như hang dế là tối là nó ra miệng hang nó gãy á, gãy là mình đi lại thôi, chứ nói chung cũng dễ tìm lắm. Tối thì có những con dế hồi bữa mình cũng đi vài lần rồi, mà mưa to là dế to nó không có ra, toàn là dế nhỏ thôi. Mấy cái đó mình không có quay á. Thì hôm nay ở trên mình bữa giờ nó mưa nhiều á, tới vừa nắng tối hôm nay nó không có mưa thì mình đi bắt dế luôn. Bữa mình cũng có đi mà dế nó nhỏ quá mình không có quay, mà trời mưa to là dế nhỏ nó ra nhiều mà dế lớn không có ra nha. Ở trên này có một hang này, con dế đang gãy đó. Thì nói chung có những cái hang dế cực kỳ là khó đào luôn. Có hang dế thì dễ đào, mà có hang thì hơi bị khó đào luôn. Thì nãy mình đào cái hang kia thì không được rồi. Thì có mấy hang mình đào một tí là được rồi. Có những hang cực kỳ là khó. Ở dưới này nghe tiếng dế kêu nè. Mình xuống coi, mình xuống giúp được đây. Nè rừng con nè, đường con này đó hơi bị dễ luôn. Thì mình chặn cái miệng hang nó là được thôi, dễ nó ra miệng hang nó gáy á, mình chỉ cần chặn cái miệng hang là mình sẽ bắt được. Như khu vực này và dế nó vẫn ít kêu hơn. Thì mình đi lên trên nha. Ở trên kia này có mấy hang mình chưa bắt được á, thì dế nó chưa ra mình chưa bắt được á. Thì giờ mình sẽ sang lên trên đó, mình có dế ra chưa. Ngay chỗ ánh đèn mình có một con nữa. Đó thấy không, ở đó. Đó đó, ngay chỗ ánh đèn mình đó. Nó ra miệng hang nó gãy á. Thì giờ mình sẽ để mấy đây nha.
Cái này nè, hồi nãy mình cuốc xuống cái cành cây này là không được con dế luôn, nó lụi vô cành cây, nó bò vô hang mất, thì cái hang nó bị lấp mất rồi. Giờ mình đem khều ra cái cỏ đây nè cái hang này, để em lấy cái kem chọt vào tụi coi. Nếu mà hang này sâu, hang này cạn thì mình sẽ đào nha, còn sâu quá thì mình sẽ bỏ luôn. Hồi nãy mà không mất cành cây này là mình bắt được rồi. Đây, nãy nó vướng cái cây này nè, là mình chặt vô cái miệng nó là nó chui vào hang đi mất, lòn qua cái cây á. Thì đây, thì để mình đào thử cái có nha. Nói chung đi bắt dế một mình mà vừa đi mà vừa quay nó hơi bất tiện á. Hang này thì sâu quá, rồi mình không đào nữa, mình sẽ đi kiếm con khác. Đó, ngay chỗ đây mình có một con nữa đó, đó không? Con đen đen đó, đó không? Con đang gãy đó. Thì giờ mình để nó quay đây nha. Đó, có thấy không? Đây, đừng con. Đây con này. Không, cực kỳ là dễ luôn. Nếu mà mình đi hai người á thì không bao giờ xảy được. Cho mình đi một mình á nó mới dễ bị xảy thôi, còn đi hai người thì không bao giờ xảy được nha. Anh đập bắt gì đó? Có thấy con cút không? Không. Nãy giờ sợ ma quá đâu dám đi xa đâu. Nãy giờ sợ ma quá đi sàng sàng cái đám này chứ đâu xuống dưới kia đâu. Nè. Nhiều không? Cầm cuốc á, cầm cuốc dễ lắm. Nãy giờ không có, có một mình em đào ở đây nữa. Bắt không được á. Hai người thì dễ hơn rồi. Con. Rồi vô hang rồi. Đào luôn. Không, đừng có đào cái đó không được đâu. Anh phải kiếm cái anh chọt á. Từ từ anh Bình, đào đó không được đâu. Anh kiếm cái cây ấy, anh thử ra nó đã. Đào cái đó nó mất hang liền. Đào cái hang rồi. Xúc cạn vậy ta? Nó kìa. Thôi bắt đi. Đó. Đó, đó. Ờ. Đâu dễ dàng gì ta? Để có cố thêm tí nữa. Đây đó. Có mấy cái hang cạn kìa.
khô luôn à. Khô chưa? Chảy rồi. Này dễ đào lắm. Đây này. Xuống sâu phố rồi. Thấy không? Đánh lên. Hay là ra miệng hơi. Chú vào đây rồi. Thằng kia nó còn quèo quá hả? Sâu vậy? À, ok, ok, ok. Lợi đít ra nè. Cục mẹ ăn chân. Cục cái càng rồi. Cục đây nó chân lắm, cầm ra. Đi một hồi quay lại là nó gáy tiếp à? Dạ, thấy cái hang nó đùng rồi, mình đi thấy. Khó lắm, mấy cái hang có cỏ khó thấy lắm. Đi qua rồi, mình đâu lên thôi. Mấy cái nó gáy tê tê ra mà. Hai con hả? Đi ngược khe rồi, nó ở phía sau kia rồi. Rồi. Đừng biết. Sao? Chụp, dễ mà anh chụp. Từ từ lấy cây cho cô đã. Để lấy cái cây ngắm ở đây. Dễ mà anh chụp thì thôi chứ. Đừng để nó ngon. Để cây đó luôn. Ờ, để nó. Rồi. Đã bay cây rồi hả? Đó. Ừ. Đừng có chụp rồi nha. Ở đâu đây nè. Im rồi. Đây nè. Dế nhỏ nhỏ. Bắt chỉ cái tay đất không. Trời ơi, khá ổn rồi đó. Ờ, đám nó nhiều mà. Tùy đám. Thì hồi nãy mình đi có một mình á, thì bắt cũng không được bao nhiêu. Nhưng mà giờ đi hai người á, với lại tùy đám dế nó ở nha.
cái đám hồi nãy mình đi qua bên kia thì có mấy con thôi, và đám bên này dế lại nhiều hơn. À, theo vùng thì sao á, thì hồi nãy giờ bắt cũng cỡ được hai im rồi, chưa vài ngoài nó thôi. Con này khô này. Đây rồi. Đúng rồi mà. Nói chung đi đi bắt dế mà cầm đủ hết dao cuốc khỏi phải giảm luôn. Có nhiều hang mình đào cực kỳ là sâu luôn nha. Có hang là nó đào con tí xíu là tới hang nó rồi. Hồi nãy em đào trên kia thì cũng có mấy hang là nó sâu lắm. Mà nãy mình xuống phía dưới này cũng có nhiều hang là có cỡ hơn một gang tay là mình bắt được. Ở à, đây rồi phải. Chưa. Đây này, hang này. Đó, nó ra rác rồi đó. Tới chỗ nó ở đây. Nhẹ nhẹ thanh bình. Cái rừng xịt nó đào đòi phèo ra hết. Thấy hang cắm hết rồi mà ta. Chưa thấy luôn hả? Chưa thấy luôn. Kỳ vậy. Hay nó còn hang nhánh nào nữa không? Chắc hang này là sâu rồi. Rồi mấy hang sâu mất mẹ hang rồi. Mất hang rồi hả? Đi rồi. Thôi bỏ đi. Đi rồi chúng khác. Hang đâu rồi? Chắc hang này sâu khó đào. Nãy bên đào bị tịt miệng hang rồi. Nãy quên lấy cây chọt vô cắm thử hả? Đây rồi. Thấy chưa? Thấy cái này rồi. Không biết hai tay kia đi câu ếch được không biết. Cái dế là mình thấy rồi, dế là được rồi đó. Thì hiện tại là hồi nãy mình đi bắt dế một mình đó. Thì có hai ông anh mình với thằng em mình là đi câu ếch, mà ếch bây giờ nó cũng đã ra rồi nha. Hôm bữa trước mà mưa á, mình đi bắt dế nhưng mà không có dế to thì bắt dế nhỏ mình. Xong qua mấy bờ ao á thì thấy ếch nó đã ra nhiều rồi. Và đâm được con ếch rồi. Thì tối hôm nay mấy anh em chia ra, thì đang ở trong rẫy á, thì mấy anh em sẽ chia ra, mà hồi nãy em đi bắt chế thì đi công mình thôi. Xong rồi có anh Bình anh ra nữa đi phụ mình nữa. Không được hả? Thất bại thảm hại. Thì có ông anh mình với thằng em mình là đi câu ếch, thì mình đi bắt chế. Thì tránh hiện trạng là bị móm á. Thì tí nữa mình có quay lên trên kia, ở trên kia nãy em thấy mấy hang nhiều lắm. Đó kia đó. Này dưới gáy giống vậy, dưới cơm đâu. Dưới gì á. Cái gì nghe tiếng đi. Chán đời thiệt. Thấy mẹ đó. Được không? Mấy chục con rồi, mình thấy nhiều rồi đó. Nên là các cái chai này đỡ ấy nè. Ôi, khỏi xảm. Hàng dế là hàng dế hả? Chọt luôn đi. Sâu. Hả? Sâu á, đi lên tối á.
Sức lệch ven rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Chạy đâu cho thoát. Mấy con dế cạn hả? Có con dế đào sâu thôi rồi. Cái hang này chưa được gian tay với mấy. Có hang thì sâu cẩm mấy. Sâu thôi rồi.